Hôm nay thời tiết có vẻ không được tốt lắm, mây mù đầy trời có chút u ám và căng thẳng. Hôm nay vòng thi đấu vòng tròn cũng chính thức bắt đầu. Người dẫn chương trình liên tục dẫn dắt làm khán giả càng lúc càng phấn khích, cuối cùng y mới hô to một câu, tiếp theo, xin mời học viện đệ nhất đại lục, học viện Sử Lai Khắc và đối thủ của bọn họ, học viện hồn đạo sư cao cấp Vân La đến từ đế quốc Tinh La vào khu vực chờ đợi chuẩn bị thi đấu, đồng thời mời hai đội trưởng lên sàn đấu rút thăm quyết định phương thức thi đấu. Bối Bối lập tức đứng dậy bước lên sàn đấu. Bên phía học viện Vân La, đội trưởng là một anh chàng dáng người vạm vỡ ngang ngửa với Hòa Thái Đầu, y có mái tóc ngắn màu vàng, bộ đồng phục màu trắng che phủ lấy dáng người cường tráng của y. Hai người cùng bước lên sàn đấu. Quá trình rút thăm rất đơn giản, trọng tài lấy một cái ống dài hình trụ, sau đó để hai đội trưởng kiểm tra nó một cách cẩn thận. Trọng tài hô lớn, 3, 2, 1, Bối Bối và anh chàng đội trưởng kia đồng thời phát lực đẩy ống rút thăm bay lên trời. Nếu trong quá trình này không có quả bóng nào rơi ra thì khi ống rút thăm rơi xuống, trọng tài sẽ quay đầu ống rút thăm có lỗ hỏng xuống đất, khi đó quả bóng nào rơi ra thì sẽ dùng phương thức đó. Còn nếu trong quá trình bay trên cao, có quả bóng rơi ra thì tính cái đó là hiển nhiên rồi. Quả cầu có 3 màu lần lượt là đỏ, vàng và lam. Màu đỏ đại diện cho đoàn chiến, màu vàng là thi đấu cá nhân và màu xanh là thi đấu 2, 2, 3. Mà lần này, quả bóng rơi ra có màu vàng. Trọng tài vừa nhặt được quả cầu cũng đồng thời bắt lấy ống rút thăm. Sau đó đưa quả bóng cho hai vị đội trưởng xác nhận. Tiếp đó đưa về phía Hoàng Thành để Hoàng đế bệ hạ ở đầu thành xem. Cuối cùng mới lớn tiếng thông báo cho khán giả. Học viện Sử Lai Khắc đấu với Học viện Vân La sẽ áp dụng phương thức thi đấu một đấu một. Mời thành viên đầu tiên của cả hai đội lên sàn đấu. Vương Ngôn vừa chỉ từ Tam Thạch vừa nói nhỏ, khắc tinh của hồn đạo sư, nhất là hồn đạo sư cấp thấp chính là chiến hồn sư hệ phòng ngự. Ngươi phải nhớ hạn chế tối đa tiêu hao hồn lực, ở trên sàn đấu càng lâu càng tốt, bên phía chúng ta càng để lộ thực lực càng ít càng tốt. Đi đi, từ Tam Thạch vừa nghe mình là người đầu tiên ra thi đấu lập tức vui vẻ đứng dậy, hắn xoay xoay người làm động tác khởi động rồi ngạo nghễ nói, xem ta đây. Nói xong hắn liền sải bước ra sàn thi đấu. Đội trưởng Học viện Vân La Cốc cười nói, danh dự của học viện đặt lên ngươi, Thẩm Nguyệt lên đi. Dạ, một nữ đệ tử của Học viện Vân La lập tức bước lên sàn đấu. Mỹ nữ, từ Tam Thạch thấy đối thủ đang bước lên là một cô gái lập tức sáng mắt lên. Cô gái tên là Thường Nguyệt đang bước lên dáng người cao chừng 1 thước 7, khoảng 18-19 tuổi. Dung mạo tuy không phải là rất đẹp nhưng dáng người cao ráo thon thả, nhất là đôi chân dài rất quyến rũ. Hơn nữa bộ trang phục nàng đang mặc còn góp phần không nhỏ trong việc tôn lên dáng người hoàn hảo kia. Từ Tam Thạch với dáng vẻ bỉ ổi nhìn cô nàng một lượt từ trên xuống dưới, sau đó lại tập trung vào đôi chân dài và bắp đùi tròn trịa, sau đó di chuyển dần dần lên trên, đến ngay bộ ngựa thì hai mắt càng mở to, khóe miệng giật giật, trông dáng vẻ như thèm thuồng muốn chảy nước miếng vậy. Ngươi nhìn gì đây? Từ Tam Thạch gần như đáp theo bản năng, bánh bao, ngươi. Thường Nguyệt giận dữ lao thẳng về phía hắn, có lẽ trọng tài cũng không vừa lòng với dáng vẻ bỉ ổi của ai đó nên lập tức hô bắt đầu rồi lui nhanh về sau. Phương thức chiến đấu của Thường Nguyệt hoàn toàn khác biệt với Mã Anh Đào, sau lưng nàng là một đôi song đao. Lúc này nàng lao nhanh về phía trước, hai tay đưa về sau lấy hai thanh đao lớn xuống, hai tay vung lên, hai thanh đao cũng đồng thời trở nên đỏ rực rồi chém thẳng về phía Tử Tam Thạch. Keng, keng, hai thanh đao của Thường Nguyệt chém mạnh vào huyền minh quy giáp thuẫn của Tử Tam Thạch, ánh sáng đỏ rực phát ra khắp nơi. Lúc này hồn hoàn của Thường Nguyệt cũng xuất hiện, số hồn hoàn của nàng so với Mã Anh Tuấn cũng giống nhau, đều là 3 vàng, 1 tím, nhưng vũ hồn lại có chút kỳ lạ, sự thay đổi rõ rệt nhất của nàng chính là mái tóc. Mái tóc vàng bỗng hóa thành màu gỉ sét, đồng thời dáng người cũng cao hơn lớn, thậm chí cơ thể còn to hơn lúc trước, đôi mắt hóa thành màu vàng, ở khóe môi dường như lộ ra cả răng nanh. Vũ hồn loại chó, vũ hồn này có thể nói là một dạng thú vũ hồn không thể, khả năng tăng phúc sức mạnh khá cao, nếu phối hợp với hồn đạo khí song đao mà Thường Nguyệt sử dụng lại càng hoàn hảo. Điểm đáng tiếc duy nhất chính là sau khi sử dụng vũ hồn, dáng người hoàn mỹ kia bị biến đổi khá nhiều, vì thế khi Từ Tam Thạch dùng tấm chắc đỡ đòn công kích của Thường Nguyệt còn luôn miệng kêu quỷ a quỷ a. Có lẽ lúc này Thường Nguyệt không còn khống chế được cơn giận nữa, nàng dùng song đao điên cuồng chém về phía Từ Tam Thạch. Mà Từ Tam Thạch tuy la lối om sòm nhưng sau đó lại như một cái gối để cô nàng mặc sức chút giận, cả người không ngừng co về lại, hoàn toàn không có ý định đáp trả. Sử dụng hồn đạo khí đã tiêu hao hồn lực, mà hồn đạo khí cận chiến lại càng tiêu hao nhiều hơn. Song đao của Thường Nguyệt lại còn là hồn đạo khí cấp 3 nữa, lực công kích và lượng hồn lực tiêu hao không thấp. Cô nàng còn không tiếc gì toàn lực công kích Từ Tam Thạch khiến hắn phải chạy trốn công kích của nàng. Tuy nhiên, dù tu vi của nàng không thấp nhưng sau một thời gian công kích dồn dập, nàng cũng đã cảm thấy hồn lực của mình tiêu hao một lượng lớn. Mà lúc này Từ Tam Thạch mặc dù không ngừng lui về sau nhưng khoảng cách rời khỏi sàn đấu còn đến 10 thước. Thường Nguyệt không phải không thử tìm chỗ sơ hở của Từ Tam Thạch nhưng huyền minh quy giáp của Từ Tam Thạch quá kỳ lạ. Bất kể nàng công kích về phía nào nó cũng có thể đỡ được. Quan trọng hơn, nếu cô công kích về hướng khác thì Từ Tam Thạch cũng sẽ thay đổi hướng lui. Thế nên cuối cùng Thường Nguyệt lựa chọn công kích chính diện,
hồn lực tiêu hao quá nhiều nên song đao trên tay Thường Nguyệt cũng dần dần chậm lại. Lúc này Từ Tam Thạch cũng có cơ hội lên tiếng. Không được, không được, dừng, mau mau, nhanh lên, dùng sức, nhanh lên, khốn kiếp. Thường Nguyệt tức giận thúc giục hồn lực tiếp tục điên cuồng tấn công về phía Từ Tam Thạch. 10 thước, 9 thước, 8 thước, 5 thước, 3 thước, 1 thước. Cuối cùng dưới sự cố gắng bền bỉ của Thường Nguyệt, Từ Tam Thạch đã bị nàng ép đến sát rìa sàn đấu. Chỉ cần hắn lui một bước nữa thôi sẽ ngã xuống dưới. Bốn hồn hoàn trên người Thường Nguyệt không ngừng luân phiên phát sáng. Đây là điểm đặc biệt của hồn đạo sư khi đang chọn lựa sử dụng hồn hoàn. Sở trường của Thường Nguyệt chính là sức mạnh và tốc độ, bù lại cho khuyết điểm của vũ hồn. Cho nên, khi phối hợp với hồn đạo khí, sức chiến đấu của cô so với hồn sư bình thường sẽ mạnh hơn rất nhiều. Lúc này, mắt thấy sắp thành công thì hai hồn hoàn trên người cô cùng lúc phát sáng, song đào phát ra ánh sáng màu đỏ rực rỡ, dao động hồn lực mạnh đến nỗi làm bầu không khí xung quanh vặn vẹo méo mó. Nàng giơ song đao lên cao chém thẳng về phía Từ Tam Thạch. Thắng rồi! Khi Thường Nguyệt giơ song đao kia lên, bất kể là cô hay các thành viên của Học viện Vân La đều nghĩ như thế. Có điều, cũng ngay lúc này xảy ra một chuyện làm bọn họ kinh ngạc, bởi vì song đao của Thường Nguyệt cứ ngỡ sẽ chém vào Từ Tam Thạch đột nhiên lại lệch sang một bên. Từ Tam Thạch từ đầu đến cuối không ngừng lùi về sau, đến nỗi lúc này đã đứng sát ngoài sàn đấu, nhưng đừng quên, cả Thường Nguyệt cũng thế. Lần này đánh hụt làm cả người cô theo đã rời khỏi sàn đấu. Sai lầm lớn nhất của nàng chính là đã trúng kế của Từ Tam Thạch. Trong cơn giận dữ, phán đoán của nàng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Hơn nữa công kích quá dễ dàng làm cô quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng. Đúng là Từ Tam Thạch là hồn sư hệ phòng ngự, nhưng đồng thời hắn cũng có khả năng né tránh. Từ Tam Thạch cầm Huyền Minh Quy Giám Thuẫn khẽ đánh nhẹ vào mông Thường Nguyệt, sau đó cả người Thường Nguyệt theo đà ngã khỏi sàn đấu. Khi Thường Nguyệt ngã khỏi sàn đấu, sắc mặt đã tái nhợt, nhưng vì ban nãy nàng không ngừng thúc giục hồn lực công kích nên lúc này có vẻ kiệt sức. Từ Tam Thạch đứng trên sàn đấu nhìn nàng với vẻ vô tội, hắn nhún vai nói, không thể trách ta, là do nàng co giãn quá nên mới ngã xuống dưới. Sai lầm, tuyệt đối sai lầm. Vừa nói hắn còn đưa mắt liếc nhìn mông của Thường Nguyệt. Càng đáng khinh bỉ hơn là sau khi nhìn Thường Nguyệt, hắn còn đưa mắt nhìn sang Giang Nam Nam ở trong khu vực nghỉ ngơi. Giang Nam Nam lạnh lùng không biết lấy đâu ra một cây kéo, nàng lấy một quả chuối dài trên dĩa rau quả và cắt. Từ Tam Thạch cảm thấy nơi nào đó của bản thân có dấu hiệu nguy hiểm, hắn lập tức xoay người ra vẻ hiên ngang lẫm liệt nói với trọng tài, ta thắng, trận đấu tiếp theo. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.